trong cái bản cập nhật sự kiện Giáng sinh mùa này á, thì chúng ta vào trong khu cắm trại thì có nhân vật tên là Santa thực tập á, thì chúng ta sẽ nhận nhiệm vụ ở đó. Sau khi làm xong nhiệm vụ á, thì chúng ta sẽ nhận được những đồng xu hình bông tuyết để đổi những cái món đồ mà trong cái sự kiện này. Thì bây giờ mình đang tìm kiếm những cái lá thư nè, không biết những lá thư này ở đâu đây. Sau khi mà nhận nhiệm vụ thì chúng ta đi lanh quanh ở trong đây kiếm những cái món đồ mà nhân vật này đưa ra. Thì ở đây thường thì chúng ta sẽ đi kiếm thư. Bây giờ mình đang đi kiếm thư nè. Đây có một lá thư. Lá thư đầu tiên nó sẽ nằm lanh quanh ở trong cái chỗ cắm trại này thôi. Còn hai lá thư nữa. Rất đông người đang làm nhiệm vụ ở đây. Cái sự kiện này thì làm nhiệm vụ này rất là dễ thôi. Người đông quá, lát quá. Đây một lá thư nữa. Hay lắm. Còn một lá thư cuối cùng. Không biết nằm ở đâu đây. Chạy vòng vòng ở đây hết một vòng rồi. Một cái nữa ở đâu ta? Cái lá thư này nó màu trắng, nó nằm ở trong cái đống tuyết nữa, nằm trong cái đống tuyết màu trắng nữa. Rất khó nhìn. Đây rồi, đây cái thứ ba. Sau khi mà chúng ta đạt yêu cầu thì chúng ta sẽ tới ngay chỗ cái lúc mà mình nhận nhiệm vụ á, để giao lại những cái món đồ. Giờ mình sẽ xem quảng cáo để được nhân 3. Thì sau khi mình xem được quảng cáo nữa thì chúng ta sẽ nhận được 300 xu. Tiếp tục nhận thêm một nhiệm vụ nữa nè. Lại tìm những cái lá thư nữa. Ok, tiếp tục là mình đã làm xong một nhiệm vụ nữa rồi. Đây là nhiệm vụ thứ hai. Còn đây là cái bảng phần thưởng của cái sự kiện mùa này. Ký giao hàng của Santa thật sự đây. Chúng ta có 15 ngày để mà làm nhiệm vụ này. Cái phần thưởng mà cao nhất là phần thưởng cuối cùng, đó là xe mini Giáng sinh. Có lẽ là chiếc xe này mình chúng ta có thể leo lên chúng ta lái được nè. Phía dưới đây là những cái phần đồ mình mua. Đó, mình cứ tích những cái đồng xu bông tuyết này thì mình sẽ đổi lại được những cái món quà dưới này. Thì sau khi đổi được những món quà này thì ở trên phía trên chúng ta sẽ có được những cái hộp. Nó sẽ tích vào những cái hộp đó, chúng ta sẽ trong những cái hộp đó thì sẽ có những cái phần quà tiếp nữa. Và mình mà sau khi mình còn đây là những cái nhiệm vụ chúng ta có thể làm đây nè. Đấy. Cái đầu tiên là giải quyết cái nhiệm vụ sự kiện hàng ngày, thì chúng ta làm những cái nhiệm vụ hàng ngày ấy, thì sẽ được xu bông tuyết. Cái thứ hai đó là xem những cái phần video nè, trong cái phần video miễn phí ấy. Còn cái thứ ba thì chúng ta sẽ làm những cái giải quyết những cái nhu cầu, giống như là lâu lâu nó sẽ nổi ở trên đầu chúng ta là phải chơi game hay là đi tắm hay là gì đó, thì chúng ta sẽ làm những cái nhiệm vụ đó thì nó cũng cho chúng ta những cái đồng xu bông tuyết nữa. Và bây giờ mình sẽ nhận cái nhiệm vụ tiếp theo, tìm các món quà bị thất lạc. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm 5 cái món quà. Cái nhìn những cái hộp màu xanh có giống như là cái hộp quà vậy đó. Đây. Cái đầu tiên. Cái này thì rất là dễ nhìn nè.
hết rồi. Đi tiếp thôi. Đây bên kia thấy rồi. Bên kia xa xa bên kia có một hộp nữa. Bên này có không? Bên này không có à. Bên này có một hộp nè. Cái thứ hai. Đây còn cái thứ ba đi rồi. Cái này có vẻ như là rất là dễ nhìn. Còn hai cái nữa. Đây cái thứ tư đi rồi. Một cái nằm ở trên mặt nước. Chả hiểu nổi quà mà rớt trên mặt nước. Một cái cuối cùng. Đi hết một vòng rồi mà vẫn còn sót một cái nữa ta. Một cái nữa đâu đây. Lấy xe đạp đi cho nó nhanh. Ở đâu nữa ta. Đi hết vòng vòng ở đây rồi. Hôm nay có không? Hôm nay chắc không có đâu. Còn một chỗ nữa, đúng rồi. Mình nhớ là còn một chỗ nữa. Không biết ở trên đây có không. Mình sẽ đi lên trên này. Đây rồi. Biết ngay nó ở trên này mà. Rồi, bây giờ mình sẽ đi tới cái chỗ nhận nhiệm vụ để giao những cái món đồ này. Cái nhiệm vụ này thì rất là dễ ra làm. Nhưng nó cũng nhận được nhiều xu nữa. Sau khi mà trả những món đồ này thì chúng ta được cái xem quảng cáo để nhận thêm phần thưởng. Còn một nhiệm vụ nữa này. Tiếp một cái nữa. Đi mua đồ ăn. Ok, bây giờ mình đã giao được đồ ăn cho cái người này rồi. Hình như là mình nhận hết nhiệm vụ rồi. Nó bị giới hạn. Mỗi ngày chúng ta sẽ bị giới hạn làm nhiệm vụ ở đây. Bây giờ mình có 1830 xu rồi. Vẫn còn những nhiệm vụ khác chưa làm. Bây giờ chúng ta làm hết nhiệm vụ ở đây thì chúng ta sẽ đi làm những cái nhiệm vụ khác để nhận thêm nữa. Đây, những cái nhiệm vụ mà nó nổi trên đầu. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi chơi game. Cứ vào đây chơi cho nó nhanh. Vào chơi cho có thôi để nhận những cái đồng xu thôi. Sàn nhà lỏng lẻo hả? Cái này như mình chưa chơi nè. Cái này biết chơi sao đây? Chơi như thế nào đây? Trời sao khó vậy? Không xây được màn hình luôn. Sao biết? Trời ơi. Chết rồi. Chết rồi. Rồi xong phim luôn. Khó quá. Rồi thoát ra cho nhanh. Xem chơi một cái ván như vậy thì mình nhận được bao nhiêu nha. Chơi một ván game thì chúng ta sẽ nhận được bao nhiêu là đồng xu đây. Đó là bây giờ mình cũng nhận được thêm làm được nhiệm vụ cho mình nữa rồi. Đó thì trong cái phần này thì chúng ta xem quảng cáo nè, phần thưởng miễn phí nè. Chúng ta
ta xem quảng cáo để nhận tiền và nhận kim cương mỗi ngày nè, thì nó cho chúng ta tối đa là được 3 lần. Thì chúng ta sẽ xem video để nhận được 3 lần đồng xu thôi, còn những cái lần khác thì không được nhận đồng xu bông tuyết nữa. Rồi xem video xong rồi. Còn bên cái phần nhiệm vụ hàng ngày đây, nhiệm vụ hàng ngày thì nhận tối đa được 2 lần, một lần 75 đồng xu bông tuyết, một lần thì được 50, bắt 5 con cá hồi đại tây dương và câu hộp sự kiện mùa đông. Cái câu hộp sự kiện mùa đông này thì theo mình là có lẽ sẽ khó nè, tại vì câu 5 con cá hồi đại tây dương thì rất là dễ, còn mà câu mà để lên được cái hộp sự kiện mùa đông thì chắc là khó. Sau khi mà mình làm hết những cái nhiệm vụ thì bây giờ mình đang có trong tay là 2030 đồng xu bông tuyết. Thì hiện tại là mình vẫn đang còn những cái nhiệm vụ khó làm nữa, đó là câu hộp sự kiện mùa đông thì mình câu mãi vẫn không lên được. Nên cái sự kiện này là cũng khá nhiều là đồng xu đây, 75 đồng xu rồi. Em mình nghĩ thì nếu mà như mà một ngày mà may mắn mà làm được hết những cái nhiệm vụ á thì có lẽ là chúng ta sẽ nhận được 2200 đồng xu, tối đa là khoảng 2200 đồng xu. Rồi ok, đó là cái hành trình mà mình đi làm nhiệm vụ trong cái sự kiện này. Còn các bạn thì như thế nào thì hãy comment ở phía dưới cho mình biết. Và cảm ơn các bạn đã xem video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.